Thưa quý vị, mới đây Hà Nội đã công bố điểm thi vào lớp 10 công lập năm 2024 và kỳ thi năm nay có sự tham gia của 117.361 thí sinh. Trong đó thì khoảng 106.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 không chuyên. Và số học sinh Hà Nội đạt từ 40 điểm trở lên trong kỳ thi vào lớp 10 công lập chiếm gần 1/3 chỉ tiêu của 119 trường công lập. Theo đó, thí sinh Đỗ Thủ Khoa đạt 48,5 điểm là học sinh Nguyễn Hoàng Minh Quân của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Thí sinh Đỗ Á Khoa đạt 48,25 điểm là học sinh Thái Hồng Quỳnh Chi của trường Trung học cơ sở Archimedes Academy. Mức điểm 48 có 5 thí sinh, mức điểm 47,75 có 6 thí sinh, có 28 thí sinh đạt mức điểm 47,5. Tổng cộng có 1.925 thí sinh đạt từ 45 điểm trở lên, tức là trung bình 9 điểm một môn. Tính từ mốc 40 điểm trở lên có 29.130 thí sinh đạt. Con số này chiếm khoảng 39,5% tổng chỉ tiêu của 119 trường trung học phổ thông công lập. Nói cách khác, số thí sinh đạt 40 điểm trở lên trong kỳ thi vào lớp 10 công lập Hà Nội chiếm gần 1/3 chỉ tiêu của thành phố. Ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7, Hà Nội sẽ duyệt điểm chuẩn. Trong đó, điểm chuẩn lớp 10 chuyên song bằng song ngữ duyệt vào buổi sáng, điểm chuẩn lớp 10 không chuyên duyệt vào buổi chiều. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dự kiến công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 vào ngày 3 tháng 7, sớm hơn kế hoạch ban đầu một tuần. Trước đó, ngày 24 tháng 6, sở này đã công bố điểm chuẩn lớp 10 các lớp chuyên và tích hợp. Theo đó thì lớp chuyên Anh tích hợp của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong lấy 37,5 trên 50 điểm, cao nhất thành phố. Tiếp theo, lớp chuyên Tin và Toán của trường này cùng lấy 37,25 điểm. Nhóm thí sinh này đã hoàn thành việc xác nhận của nhập học ngày 29 tháng 6. Mức điểm năm nay biến động mạnh, trong đó điểm đầu vào các lớp chuyên lý tăng cao nhất 5,25 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn lớp chuyên sinh giảm đồng loạt sâu nhất tới 4,25 điểm. Nhiều chuyên gia đang dự báo mức điểm chuẩn lớp 10 thường tại thành phố Hồ Chí Minh năm nay cũng sẽ có biến động, giảm đồng đều và cao nhất tới 2 điểm. So sánh các mốc điểm thi lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh năm nay có thể thấy rõ số lượng điểm cao đang giảm mạnh. Với công thức tính điểm xét tuyển là tổng 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh, mức nhiều thí sinh đạt được nhất là 17,75 điểm. Hơn 1.900 em, chiếm 2%, cao năm ngoái 1,5 điểm. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt thi đua cao điểm đặc biệt nước rút, phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác xây dựng trong tháng 6 để sang tháng 7 tổ chức nghiệm thu, đưa đường dây tải điện 500 kV mạch 3 vào khai thác. Hiện nay, các đơn vị thi công tập trung dồn lực cho việc dựng cột kéo dây với tinh thần móng không đợi cột, cột không đợi dây. Tất cả đang nỗ lực sớm đưa dự án trọng điểm quốc gia đi vào khai thác. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC tại đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu. Trên cột điện cao 145m, các công nhân đang thực hiện việc siết ốc và kéo dây. Công việc nguy hiểm, di chuyển khó khăn, cộng thêm nhiệt độ cao của các cấu kiện kim loại khiến ai nấy đều mệt mỏi. Thế nhưng buổi trưa các công nhân vẫn không xuống đất nghỉ ngơi, mọi sinh hoạt cứ thế diễn ra giữa lưng chừng trời. Chúng nó buổi sáng là bắt đầu tiến hành từ là 6 giờ ở dưới đất, nhưng mà nó treo lên trên cao là ăn ở trên này cả ngày luôn. Đấy, công tác là ăn nghỉ trên kia phải đưa cơm lên rất vất vả. Mặc dù là thời tiết nắng nóng thì khác, nhưng mà buổi tối là quyết tâm. Chúng là lại để là chịu khó để đưa công trình để hoàn thành. Tại gói thầu 21, Công ty cổ phần tập đoàn PC1 đang huy động 50 công nhân thực hiện việc thi công 3 cột còn lại và kéo dây một khoảng néo từ cột 134 đến cột 137. Dưới cái nóng như đổ lửa, công việc nặng nhọc nhưng không khí lao động vẫn hết sức hăng say. Đã kéo được 6 dây trên 26 dây. Dự kiện tầm cỡ nửa tháng nữa thì sẽ kéo xong. Cho dù là thời điểm này thì cả nặng cả mưa, đồng mưa thì cũng hơi anh em cũng rất là vất vả, chứ mà anh em cũng rất là cố gắng. Thậm chí là cơm là ăn cả ở trên cột luôn, không xuống đất buổi trưa mà tranh thủ để giảm cái sức lao động. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Quỳnh Lưu dài 225 km với tổng cộng 463 vị trí móng cột. Đến nay đã hoàn thành toàn bộ phần móng, đã dựng xong 242 cột, đang dựng 209 cột. Toàn bộ có 197 khoảng néo, đã hoàn thành kéo dây 13 khoảng néo, hiện đang kéo dây 10 khoảng néo.
Tuy nhiên, nguồn vật tư phục vụ thi công dự án đang thiếu, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ dự án. EVN và MBT phải cần tiếp tục điều tiết cái việc vận động của các cái cột điện và vật tư thiết bị điện về các vị trí công trình càng sớm càng tốt. Trong đó thì có cái sự luân chuyển để đảm bảo tất cả các vị trí đều có thể có vật tư để triển khai, đồng thời tránh tình trạng là bị dồn cục bộ thì sẽ khó đảm bảo được cái nhân lực và máy móc thi công. Thời gian thi công dự án gấp rút, khối lượng công việc còn nhiều. Thế nhưng với tinh thần vượt nắng thắng mưa, vượt mọi khó khăn, tranh thủ thi công 3K 4 kíp, các đơn vị thi công đang nỗ lực đưa đường dây tải điện 500 kV mạch 3 vào hoạt động ngay trong tháng 7 này. Từ ngày hôm nay ngày 1 tháng 7, Quốc hội cho phép tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng VAT đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Và tương tự như các lần trước, việc giảm 2% thuế VAT áp dụng với một số nhóm hàng hóa dịch vụ. Các lĩnh vực tiếp tục không được giảm thuế lần này gồm bất động sản, chứng khoán, dịch vụ ngân hàng, viễn thông, công nghệ thông tin, than cốc, sản phẩm hóa chất, hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chính phủ cho biết việc giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm 2024 sẽ khiến thu ngân sách dự kiến giảm khoảng 24.000 tỷ đồng và cả năm sẽ giảm gần 47.500 tỷ đồng. Nhưng đổi lại chính sách có tác dụng kép vừa giúp giảm giá của hàng hóa, dịch vụ, từ đó làm tăng sức mua, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, việc áp dụng chính sách này còn góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện lạm phát, giá cả và chi phí nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tăng cao. Theo nghiên cứu vừa công bố của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen IQ Việt Nam, trung bình người Việt tiêu dùng mua hàng trực tuyến 4 lần mỗi tháng, cao gấp đôi so với khảo sát vào năm 2023. Con số này cũng cao gấp đôi so với tần suất đi siêu thị hàng tháng của người Việt. Những năm trước, người Việt lên thương mại điện tử chủ yếu để mua hàng không thiết yếu như đồ điện tử, thời trang hay gia dụng. Tuy nhiên, ngày nay họ đi chợ mạng thường xuyên hơn và để sắm các nhu yếu phẩm hàng ngày. Theo Nielsen IQ, khách hàng mua trung bình 6-5 loại sản phẩm, trong đó top 3 có tỷ lệ mua sắm cao nhất là thực phẩm, đồ uống và mỹ phẩm cá nhân. Các ưu tiên tiếp theo mới dành cho thời trang, thể thao, chăm sóc nhà cửa và công nghệ. Trước đó, báo cáo quý 1 của hãng dữ liệu thương mại điện tử Matrix cho hay người Việt chi bạo hơn trong mua sắm trực tuyến, vượt xa dự báo của các sàn. 5 sàn lớn nhất gồm Shopee, Lazada, Tiki, Zendo, TikTok Shop. Doanh thu bán lẻ tổng cộng đã cán mốc 71.200 tỷ đồng, tăng trưởng đến 78,69% so với cùng kỳ 2023. Thương mại điện tử đang duy trì tốc độ tăng trưởng tốt hơn thị trường bán lẻ nói chung. Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng nửa đầu năm tăng 5,7% sau khi loại trừ yếu tố tăng giá, chậm hơn mức 8,8% cùng kỳ 2023.